Dư luận đang xôn xao trước thông tin một doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng tại An Giang với số tiền khủng 2.811 tỷ đồng, từ mức khởi điểm 7,2 tỷ. Thông tin mới gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ra thông báo về kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới. Cụ thể, đây là khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 60,3 ha trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới tỉnh An Giang. Giáp danh với tỉnh Đồng Tháp về hướng Đông, cách trung tâm thị trấn chợ mới khoảng 21 km về hướng Tây. Theo tìm hiểu của doanh nhan VN, khu mỏ cát này có thượng nguồn nằm tại hạ nguồn bến đỏ kinh ngang, độ sâu dao động từ trừ 3,5 m đến trừ 16 m. Đoạn đường bờ này đang sạt lở và được quan chắc, cảnh báo hàng năm với đất bờ ven chủ yếu là vườn xoài, hoa màu. Hiện trạng bờ khu mỏ đang sạt lở với mức độ 2 đến 3 m mỗi năm đường bờ có dạng răng cưa, xuất hiện nhiều vết xâm thực liên tục từ đầu đến đuôi mỏ. Đất ven bờ có cấu tạo chủ yếu là cát pha xét, có độ gắn kết yếu, bởi rời, dễ bị tơi, hòa tan khi sóng vỗ. Chữ lượng của mỏ cát là 3 triệu m3, trong đó doanh nghiệp chúng quyền khai thác 2,37 triệu mét khối cát. Tuy nhiên, diện tích và mức sâu khai thác có thể thay đổi trong quá trình thẩm định các hồ sơ có liên quan để đảm bảo khoảng cách xa bờ tối thiểu 200 mét đối. Với khu vực trên sông Tiền các quy định liên quan đến luồng giao thông thủy nội địa. Trong phiên đấu thầu, giá khởi điểm được đưa ra là 7,2 tỷ đồng, số tiền yêu cầu đặt cược là 1,08 tỷ đồng. Nội dung đấu thầu cũng yêu cầu rõ, doanh nghiệp, tổ chức tham gia cần phải có đầy đủ hồ sơ pháp nhân chứng nhận giới thiệu về năng lực và khả năng huy động tài chính, đồng thời phải có kế hoạch sơ bộ việc đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm cũng như cam kết về thiết bị. Công nghệ khai thác chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm. Quyết định cấp phép khai thác cát sẽ được phê duyệt sau khi doanh nghiệp nộp tiền trúng đấu giá năm đầu tiên, chia thành 5 năm. Doanh nghiệp trúng thầu theo thông báo từ phía Sở Tài nguyên và Môi trường là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ T, S Home. Bất ngờ hơn là mức giá trúng thầu của doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh này lại cao kỷ lục, gấp 390 lần so với mức giá khởi điểm được đưa ra, lên tới 2.811 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên An Giang đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông được số tiền khủng khiếp như vậy. Từ xưa đến giờ tôi chưa thấy lần đấu giá mỏ cát nào được số tiền lớn như vậy. Dẫn lời ông Trần Thanh Hải, tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Trao đổi với Dinh, ông Hải cũng cho biết thêm mỏ cát ở sông Hậu và sông Tiền của tỉnh này được đánh giá là lớn nhất miền Tây. Vì vậy, các An Giang không chỉ phục vụ cho các công trình trong tỉnh mà còn được bán cho nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp chúng đấu giá mỏ các sông Tiền phải vượt qua trên 100 vòng đấu giá. Theo tìm hiểu của doanh nhân VN, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ T, S Home T, S Home được thành lập vào tháng 1 năm 2018, trụ sở chính tại phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng, với hai cổ đông chính là ông Hồ Quang Thái Dũng, nắm 55,56% vốn điều lệ và bà Huỳnh Thị Phượng, nắm 44,44% ,44 vốn điều lệ. Ông Hồ Quang Thái Dũng, sinh năm 1975, cũng đồng thời là giám đốc kiêm người đại diện trước pháp luật của T S Home. Điểm bất ngờ là pháp nhân này khi mới thành lập cho tới thời điểm cách vài tháng trước khi tham gia đấu thầu mỏ cát, chỉ hoạt động với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Tận tháng 10 năm 2020, T S Home mới đăng ký thay đổi hoạt động kinh doanh chính sang lĩnh vực chuẩn bị mặt bằng làm sạch mặt bằng xây dựng. Đào lớp san bằng mặt bằng xây dựng. Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra. Đồng thời, tại thời điểm tháng 7 năm 2020, T. S. Home cũng nâng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông không thay đổi, cá nhân ông Thái Dũng đóng 23 tỷ đồng. Chiếm 85.185% vốn điều lệ. Bà Phượng nắm 14.815% vốn điều lệ, tương đương 4 tỷ đồng về tình hình kết quả kinh doanh. Kể từ khi thành lập cho tới thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2019, T S Home chưa hề phát sinh bất kỳ khoản doanh thu lẫn lợi nhuận nào. Cũng theo tìm hiểu từ phóng viên trực tiếp ghi nhận và quan sát, trụ sở địa chỉ theo đăng ký kinh doanh của T S Home tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2021 vẫn đang im lìm trong tình trạng cửa đóng then cài. Trong khi đó, trụ sở này treo ba bảng hiệu to mang tên công ty bất động sản Thiên Lộc Phúc chuyên nhận ký gửi mua bán nhà đất các dự án bảng hiệu nhận diện công ty t s home khuất sau những lùm cây chỉ to hơn bảng số nhà vài cm rất khó để có thể nhìn thấy